You're listening to SBS News. That's it. Tôi sẽ đi khám bác sĩ vì tình trạng này không bình thường. Cơn đau không bình thường chút nào. Nó dữ dội làm tôi suy nhược nhưng tôi cảm thấy mình không được nắng nghe. Cả cuộc đời, tôi đã nhận được những thông điệp này từ xã hội và phương tiện truyền thông. Bạn cần phải gầy hơn, bạn cần phải rám nắng hơn, tập thể dục như thế này, ăn mặc như thế này, bla bla bla, và rồi nó xuất hiện. Không chỉ thiếu nghiên cứu về cách cơ thể phụ nữ bị ảnh hưởng bởi các tình trạng sức khỏe khác nhau hoặc phản ứng với các phương pháp điều trị, mà còn có một khoảng cách lớn trong nghiên cứu về các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến phụ nữ, người chuyển giới và người đa dạng giới tính. Bệnh lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến gần một triệu người Úc, nhưng vẫn chưa có cách chữa khỏi tình trạng này và thời gian chẩn đoán trung bình ở Úc là từ 7 đến 12 năm mà khi nói đến các lĩnh vực sức khỏe khác như mãn kinh vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết vậy tại sao như vậy và người úc kêu gọi điều gì để giải quyết vấn đề này trong tập historical này chúng ta điều tra những khoảng trống trong nghiên cứu và kiến thức cũng như những nguy cơ của việc chẩn đoán và điều trị chậm trễ thường xảy ra sau đó hoda Halaway là một nhân vật truyền thông đầu bếp và nhân viên xã hội cũng là đại sứ của endometriosis australia cô ấy là thí sinh masterchef năm 2018 nhưng mặc dù đã đạt được nhiều thành công vẫn phải chịu đựng cơn đau dữ dội từ năm 11 tuổi tôi có kinh nguyệt từ năm 11 tuổi rưỡi Vì vậy tôi muốn nói đến kỳ kinh thứ ba đó là lúc cơn đau bắt đầu và đó là vào thời điểm chúng ta đang nói về hơn 20 năm trước không ai nghĩ rằng lúc đó đi khám bác sĩ có điều gì đó giống như đau không phải bình thường Cơn đau quá tệ đến nỗi tôi phải nghỉ học vài ngày, chảy máu rất nhiều. Vì vậy trong nhiều năm tôi chỉ biết chịu đựng cơn đau mà thôi. Phải mất 7 năm sau, Hoda mới tìm kiếm được sự trợ giúp. Tôi nghĩ rằng nó đến một thời điểm khi tôi khoảng 18 tuổi. Sau đó tôi nói với mẹ, con sẽ đi khám bác sĩ vì điều này không bình thường mẹ ơi. Cơn đau này dữ dội lắm, làm con suy nhược. Tôi nhớ rằng tôi ở tư thế bào thai, lắc lư về phía trước và phía sau, sẽ rất mô giống như một thứ gì đó, nhưng không có cách nào có thể làm dịu cơn đau đó. Cô ấy cảm thấy bị coi thường trong những lần tương tác ban đầu với các chuyên gia y tế. Tôi đã đến gặp bác sĩ gia đình và được giới thiệu gặp một bác sĩ phụ khoa, nhưng tôi cảm thấy mình không được lắng nghe. Bác sĩ gia đình của tôi đã ngắt lời tôi và tự động nói, Ồ, oh, có thể là do tuyến giáp của cô hoặc thứ gì đó. Cứ đến gặp bác sĩ phụ khoa đi, vì vậy tôi đến gặp bác sĩ phụ khoa đầu tiên, cô ấy không quan tâm đến tiền sử của bệnh, cô ấy chỉ quan tâm đến việc đưa mọi người vào và ra, việc giấy giới thiệu để kiểm tra tuyến giáp dù có lý khi nói rằng kiểm tra tuyến giáp của tôi, nhưng điều đó không ổn. Đặc biệt là tôi nghĩ rằng nếu bạn thậm chí còn chưa nghe những gì đang xảy ra với bệnh nhân và lại cho rằng họ bị bệnh tuyến giáp thì bạn sẽ nói vòng vo mà thôi. Thật không may, chuyện của Hoda cũng giống như nhiều trải nghiệm của phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung bệnh lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến gần một triệu người ở úc và là tình trạng mô tương tự như lớp niêm mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung ở các bộ phận khác của cơ thể các triệu chứng phổ biến bao gồm đau vùng chậu dữ dội bệnh lạc nội mạc tử cung chủ yếu ảnh hưởng đến các cơ quan sinh sản nhưng bệnh cũng có thể được tìm thấy xung quanh ruột và bàn quang và trên thực tế bệnh đã được, được tìm thấy ở mọi bộ phận cơ thể bao gồm da khớp phổi và não Kesia là giáo sư tại trung tâm nghiên cứu sức khỏe tình dục và xã hội của Đại học La Trobe, Úc Châu. Bà đã viết rất nhiều về bệnh lạc nội mạc tử cung và mối quan hệ của bệnh với sự kỳ thị xung quanh cơ thể phụ nữ. Theo truyền thống, kinh nguyệt là một chủ đề cấm kỵ. Đây là vấn đề mà phụ nữ trẻ, trẻ em gái hoặc những người có tử cung không được khuyến khích nói một cách cởi mở vì vậy cũng có rất nhiều sự xấu hổ liên quan đến kinh nguyệt và khi nói về các vấn đề kinh nguyệt tôi nghĩ rằng bản chất của một tình trạng bị chi phối bởi cơn đau như lạc nội mạc tử cung cũng khiến bạn hơi khó biết trải nghiệm đau đớn của mình nếu bạn đang có các dấu hiệu triệu chứng đau thì có phải là bình thường đảo ngược hay không không ai trong chúng ta có thể thực sự đánh giá điều đó theo bản năng nhưng không chỉ có những điều cấm kỵ trong xã hội vấn đề này đã xâm nhập vào y học và các vấn đề sức khỏe nào được chú ý và nghiên cứu. Theo truyền thống, khi mọi người được học trường y, họ không được giáo dục nhiều về kinh nguyệt hoặc bệnh lạc nội mạc tử cung nói riêng. Thực tế là các vấn đề kinh nguyệt, cơn đau và bệnh lạc nội mạc tử cung là những tình trạng đã bị bao quanh bởi rất nhiều thông tin sai lệch huyền thoại và định kiến các vấn đề và suy nghĩ trong một thời gian rất dài. Vì vậy, nếu bạn nhìn lại các sách giáo khoa y khoa, ngay cả vào những năm 1800, khi bệnh lạc nội mạc tử cung lần đầu tiên được xác định là một tình trạng, bạn sẽ thấy rằng cơn đau kinh nguyệt của phụ nữ, các khiếu nại và cơn đau của phụ nữ bị bỏ qua, hoặc thậm chí được mô tả trong các văn bản phụ khoa về căn bản, không phải là một vấn đề thực sự. Phụ nữ bị đau thường được mô tả là nhạy cảm hoặc quá nhạy cảm, quá nhạy cảm yếu đuối và các khiếu nại và cơn đau của họ bị coi thường và bỏ qua. Tất nhiên, điều này sau đó đã được đưa vào hoạt động y tế. Cuối cùng, Hoda đã được chẩn đoán mắc bệnh lạc nội mạc tử cung do đàn 4 sau khi đến thăm một bác sĩ phụ khoa khác. Cô đã trải qua khoảng 15 ca phẫu thuật được nội soi ở bụng mỗi năm để loại bỏ bệnh lạc nội mạc tử cung sau ca phẫu thuật đầu tiên, ca phẫu thuật gần đây nhất của cô là cắt bỏ tử cung mà Hoda cho biết là phương án cuối cùng của cô. Cắt bỏ tử cung là phương pháp điều trị cuối cùng, tệ nhất, không phải là cách chữa trị. Giờ đây, theo số liệu thống kê, tôi nghĩ là 45% phụ nữ đã cắt bỏ tử cung sẽ thấy bệnh lạc nội mặt tử cung tái phát trong vòng 5 năm. Đó không phải là cách chữa trị mà là phương pháp điều trị cuối cùng. Về mặt thực tế, đúng là tôi đã xong, tôi đã già, không trẻ lại và không thể để cơn đau này làm tôi suy nhược. Đặc biệt là trong thời gian đó tôi ly hôn và trở thành một bà mẹ đơn thân. Bây giờ tôi có một đội ngũ y tế chung quanh, tôi lại bị đau và hiện tại tôi trải qua một cơn bùng phát rất tồi tệ khi đang nói chuyện với bạn. Khoảng 50% phụ nữ được khảo sát tại Victoria cho biết các tình trạng sức khỏe tình dục và sinh sản như là nội mạc tử cung và các tình trạng liên quan đến kinh nguyệt khác đã ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của họ. Kate Stanley là giám đốc của Endo Health Foundation và cũng là thành viên hội đồng tư vấn sức khỏe phụ nữ. Bà chưa biết những phụ nữ mắc bệnh lạc nội mạc tử cung đơn giản là không được lắng nghe trong hệ thống y tế. Endometriosis is a six and a half year diagnosis delay. So if you can imagine how many doctors visits that would be bệnh lạc nội mặt tử cung là tình trạng chậm trễ chẩn đoán trong 6 năm rưỡi bạn có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu lần khám bác sĩ họ không chỉ không được lắng nghe mà còn cảm thấy rất bất lực trong hệ thống y tế họ nói về việc đi khám và làm các xét nghiệm xâm lấn và không thực sự cảm thấy mình có quyền lực hoặc quyền tự chủ đối với những gì đang diễn ra có một vấn đề về ngôn ngữ vì chúng ta có quá nhiều sự kỳ thị hiện tại chúng ta đang phải thay đổi cách bạn và tôi trò chuyện về vấn đề này nhưng có rất nhiều sự kỳ thị xung quanh kinh nguyệt và khả năng sinh sản của phụ nữ điều đó có nghĩa là nhiều người thậm chí không có ngôn ngữ để mô tả những gì đang diễn ra trong cơ thể của chính họ khi bạn đã có tiền xử chấn thương khi đi khám và không được tin tưởng thì việc thảo luận về những vấn đề cá nhân đang diễn ra đối với bạn thậm chí còn khó khăn hơn và đối với những phụ nữ có nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng, kết quả thậm chí còn tệ hơn. Delaram Ansari, cố vấn chính sách từ Trung tâm Đa Văn Hóa về Sức Khỏe Phụ Nữ, giải thích. Vậy thì mãn kinh thật sự chỉ là một ngày duy nhất trong thời gian, đó là ngày sau 12 tháng khi bạn có kinh nguyệt lần cuối. Vì vậy, chúng ta nói về mãn kinh như toàn bộ khoảng thời gian này, nhưng thực ra nó chỉ là một ngày duy nhất 12 tháng sau kỳ kinh nguyệt cuối cùng tiền mãn kinh là thời gian dẫn đến mãn kinh và khoảng một năm sau đó đó là giai đoạn mà các hormone chính liên quan đến chức năng buồng trứng suy giảm như estrogen giảm xuống vì vậy chính những thay đổi về hormone trong thời kỳ tiền mãn kinh gây ra rất nhiều triệu chứng mà chúng ta gọi là triệu chứng tiền mãn kinh thật không may phụ nữ vẫn tiếp tục báo cáo rằng họ cảm thấy bị bỏ rơi ở giai đoạn sau của cuộc đời, bao gồm cả khi họ đến tuổi mãn kinh. Theo báo cáo sức khỏe phụ nữ Young Health năm 2023, được chính phủ Úc tài trợ như một phần của khảo sát sức khỏe phụ nữ, độ tuổi mãn kinh trung bình ở Úc được báo cáo là 51 tuổi. Nhưng mãn kinh là gì và nó có khác với tiền mãn kinh như thế nào? Giám đốc điều hành của Young Health, tiến sĩ Sarah White giải thích. Vì vậy, mãn kinh thực sự chỉ là một ngày duy nhất trong thời gian. Đó là ngày sau 12 tháng khi bạn có kinh nguyệt lần cuối. Vì vậy, chúng ta nói về mãn kinh như toàn bộ khoảng thời gian này. Nhưng thực sự, nó chỉ là một ngày duy nhất 12 tháng sau kỳ kinh nguyệt cuối cùng. Tiền mãn kinh là thời gian dẫn đến mãn kinh và khoảng một năm sau đó, đó là giai đoạn mà các hormone chính liên quan đến chức năng buồn trứng suy giảm như estrogen giảm xuống. Vì vậy, những thay đổi về hormone trong thời kỳ tiền mãn kinh gây ra rất nhiều triệu chứng mà chúng ta gọi là triệu chứng mãn kinh. Một số triệu chứng này bao gồm Bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm là những triệu chứng phổ biến nhất mà phụ nữ mắc phải. Mất ngủ có thể là một vấn đề thực sự và rất nhiều khi chúng ta nói về rối loạn tâm trạng và tác động tâm lý ở thời kỳ mãn kinh, thật sự rất khó để phân biệt. Liệu đó có phải là do bạn đang cố gắng ngủ ít hay không? Đau khớp có thể là một thứ liên quan đến thời kỳ mãn kinh. Nhiều phụ nữ không biết về sương mù não là thứ thật sự khiến nhiều phụ nữ lo lắng. Chúng tôi có những phụ nữ luôn nói rằng họ bắt đầu tìm kiếm trên Google về chứng mất trí nhớ sớm vì nghĩ rằng đó là một điều gì đó khủng khiếp. Tôi đã nói không, đó là những gì chúng tôi gọi là sương mù não. Và nó có thể ảnh hưởng đến những người làm gián đoạn một số suy nghĩ. Vì vậy, cũng có một số vấn đề ở đó cần lưu ý. Trong đó một cuộc điều tra của Thượng viện về thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh là lắng nghe ý kiến từ nhiều nhóm phụ nữ và vận động chung quanh một số lỗ hỏng kiến thức và thất bại mang tính hệ thống đối với người đang trải qua thời kỳ mãn kinh. Thượng sĩ đảng xanh và là người phát ngôn về phụ nữ Larissa Waters cho biết những người đang trải qua thời kỳ mãn kinh báo cáo rằng họ bị bác sĩ gia đình từ chối và thiếu kiến thức chung về lĩnh vực này. Phụ nữ cảm thấy như họ không được lắng nghe hoặc cảm thấy như họ không có hiểu biết căn bản tốt về những gì mong đợi. Khi nói đến thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, khi làm vậy họ sẽ tìm kiếm sự trợ giúp y tế chúng ta thường nghe thấy rằng các bác sĩ gia đình hoặc là từ chối hoặc chỉ đơn giản là gợi ý rằng họ nên dùng thuốc chống trầm cảm và việc cân nhắc điều trị bằng hormone thường thậm chí không được đề cập đến và họ phải trải qua nhiều cuộc hẹn trước khi vấn đề này được nêu ra và thường thì chính phụ nữ phải nêu ra vấn đề này. Nhưng việc chẩn đoán trầm trễ không chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ, một lần nữa những người chuyển giới và đa dạng giới tính thường bị loại khỏi những mối quan tâm này. Không chỉ vì cách những tình trạng này được giá nhãn là vấn đề sức khỏe của phụ nữ, Chẩn đoán trầm trễ cũng xảy ra ở phụ nữ di cư, tị nạn và những người có đa dạng về giới tính.